nó xuống liền nè. Lâu lắc lề nè. Thôi, tôi dậy rồi nè. Xuống rồi hả? Trời ơi, con trai. Đây, 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 đồ ăn sáng con đây, có sẵn rồi, có sẵn rồi. Rồi xuống, rồi xuống. Hư lắm nghe chưa? Hư lắm nghe. Trời, sao vậy hả? Thôi, mẹ kêu chứ kêu đòi, không xuống. Việc khi qua kêu một tiếng thôi là xuống. Kỳ quá. Kỳ cái gì? Ngồi xuống ăn sáng. Thôi, rồi coi cái bà kia. Bà kia, người ta thay đồ hết rồi, bà ngồi đó bà ăn. Đi lên thay đồ. Mẹ lúc nào cũng thương ăn hài. Trời, chơi. Cái gì vậy? Trời, nó còn tán cho mẹ một cái nữa kìa. Thôi thôi thôi, con muộn rồi, con đi luôn. À, chưa ăn sáng, chưa ăn sáng. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ôi, con trễ rồi, bây giờ con lớn rồi, con tự ra ngoài ăn được mà. Ăn cái gì? Bây giờ mẹ làm sẵn rồi nè. Thôi vợ và vơ vơ được mấy miếng ăn lại đi con. Con trễ rồi, mẹ đừng có làm thế, con ngại quá hả? Ngại cái gì? Trời ơi, coi đây. Ăn mặn kìa. Đây đây đây, đóng thùng vô con, đi học mà không đóng thùng hết. Lát hồi con lên trường con đóng sao, nóng à. Đóng cái gì mà mẹ. Thôi mẹ coi coi, quen vòng quá. Con xin không à không? Thôi, sao thôi vậy? Cái gì? Hả? Lên trường học thôi mà. Thôi được rồi, được rồi. Thôi, Thi cười kìa, thôi mẹ biết rồi. Thôi được rồi. Hôn cá đi, hôn cá đi. Thôi mẹ. Ôi mẹ ơi, kỳ quá hả? Con lớn rồi mà, thôi con đi đây. Dạ, cái thằng này. Dạ, con chào cô. Nắm tay. Trời đất ơi.